Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận bản tin và diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ. Tôi là Phan Sơn, người bình luận chương trình cùng các bạn hôm nay. Hôm nay là thứ 5, 24 à 20 tháng 4. Ngày thứ 420 cuộc chiến Nga Ukraine. Như vậy là lại là thêm một ngày thứ 20 nữa đúng không ạ? Như vậy còn chỉ còn 10 ngày nữa thôi là hết luôn tháng 4 rồi có lẽ thế giới cũng quá mệt mỏi với những thông tin gọi là là tổng phản công của ukraine đúng không ạ hôm nay thì người đứng đầu cơ quan tình báo của ukraine khi mà được phóng viên phương tây hỏi là khi nào mà cuộc chiến sẽ kết thúc thì ông này ông nói là rất gần rồi các bạn ạ rất gần rồi đấy và khi đấy ông kia ông hỏi là tại sao anh lại có thể khẳng định một cách tự tin như thế thì anh ấy nói là tôi biết rất rõ tôi biết rất rõ điều đó và các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Người làm thông tin tình báo nói thế thì thứ nhất là nó chúng ta phải nghĩ ngay đến việc là đầu tiên là dân tình báo thì họ không nói thật đúng không? Cho nên rất có thể là là nó nó còn rất xa đúng không? hoặc là có thể theo cái giọng điệu của hôm nay thì nó thực sự nó cũng đến rất gần rồi và những cái gì diễn biến trên chiến trường chính trường thì cho thấy chúng ta thấy là quả thực nó đến rất gần rồi các bạn ạ cộng với việc là những ngày gần đây Ukraine ra liên tiếp à, tung ra những cái cuộc phản công nhỏ nhỏ thăm dò. Đấy, rồi trên chính trường thì à, trên à, chúng ta nhìn thấy trên các cái xe mới của Ukraine ấy, bây giờ họ đã bắt đầu sơn một cái biểu tượng mới giống Nga. À, ở Nga ấy thì à, họ có các biểu tượng, thứ nhất là chữ Z này, hai là chữ O, thứ ba là chữ V, biểu tượng tương đương với lại à, ba cái quân khu của họ đúng không ạ? Còn à, phía Ukraine trước nay là họ chỉ sơn cái chữ thập mà nó giống cái kiểu phát xít đức ngày xưa như xe tăng ấy. nhưng bây giờ thì họ đổi lại thành cái mũi tên một cái mũi tên màu trắng Đấy, hướng về phía nga như vậy là chắc chắn nó mang tính chất là một cái đòn phản công tổng phản công quyết định đúng không mũi tên mà để mà gọi là là đánh quỵ quân nga trong cái cuộc phản công đầu tiên này và hôm qua thì uh, Ukraine họ cũng được những cái lời khuyên mang tính chất là thực hiện một cái cuộc phản công chớp nhoáng để trong 24 giờ là đánh quỵ hoàn toàn quân nga này, thông qua việc là bẻ gãy ý chí chiến đấu làm tê liệt uh, khả năng tổ chức chỉ huy đấy và làm suy sụp toàn bộ con uh, tinh thần quân lính của nga uh, những cái thông tin liên quan tới uh, vũ khí hỗ trợ uh, chẳng hạn như hôm nay thì chúng ta biết là đã có thêm một cái hệ thống phòng không của ukraine được bức uh, bàn giao cho hệ thống patriot của mỹ bản thân Mỹ thì cũng thông báo là họ đang đào tạo, sắp đào tạo hoàn thành xong 30 nhân, 30 năm nhân viên có thể vận hành cái hệ thống Patriot. Còn ở Châu Âu thì họ cũng nói rằng là hiện nay có hàng nghìn quân nhân Ukraine đang được đào tạo các cái để vận hành các cái loại hệ thống vũ khí khác nhau của NATO. Đấy, Họ nói có hàng nghìn nhân viên. Như vậy chúng ta có thể thấy là Ukraine cũng rất là đầu tư vào vấn đề giáo dục đào tạo đúng không ạ? Gửi đi sang NATO và đào tạo vận hành tất cả các cái loại vũ khí của NATO. và tất nhiên thì những cái chi phí vận hành cũng như là là vũ khí vận hành thì là do của NATO cung cấp theo một cái dạng viện trợ hoặc là nợ rồi. Hôm nay thì bốn cái Leopard 2 của Tây Ban Nha viện trợ cho Ukraine cũng đã đến phía Bắc của Ba Lan. Như vậy chỉ trong 1-2 ngày nữa sẽ xuất hiện ở trong biên giới của Ukraine và theo như nguồn tin từ một số phi công người ukraine à, tay trong thì họ biết là ukraine không hề thiếu uh, tên lửa phòng không như là cái uh, tài liệu của nato và thậm chí là đạn ở trên chiến trường họ cũng không thiếu mà chỉ thiếu cục bộ thôi có nghĩa là ở một vài mặt trận mà bị uh, cắt tiếp tế thì họ thiếu thôi chứ còn cơ bản họ không thiếu có đạn đạn pháo đấy là thông tin bên trong từ phía dân trong nghề Hôm qua thì cái sự kiện mà mà ở Ba Lan, Ukraine hai cái xe Leopard va vào nhau đấy dẫn tới việc lao đầu xuống hố và bung cả lắp lên đấy. Thì có rất nhiều ảnh chế đấy, là Putin đấm vỡ, đá vỡ cái xe tăng rồi vân vân. Người Ukraine thì buồn chưa hết nhưng mà hôm nay thì phía Nga lại bảo là họ đang tìm cái ông nào lái cái Leopard đấy để trao thưởng, bởi vì là phía nga đã có cam kết là sẽ thưởng cho những người đầu tiên mà có thể tiêu diệt cái leopard, và bây giờ họ đang tìm bằng được để họ trao. Nếu không trao được thì họ cảm thấy rất áy náy cho những người lính ukraine. À, những thông tin thêm về việc viện trợ thì hôm nay chúng ta thấy là phía mỹ cũng đã tung thêm một gói viện trợ nữa cho ukraine trị giá 320 triệu đô la và chủ yếu là các loại đạn, đạn hima, đạn pháo, đạn phòng không các loại à, à, các loại đạn dược cho các loại hệ thống từ súng trường cho tới xe tăng rồi là pháo kích à, tên lửa phòng không vân vân như vậy là rõ ràng là cái việc chuẩn bị này thì nó liên quan tới việc là sắp có một cái chiến dịch quân sự lớn đúng không ạ còn Hàn Quốc thì hôm qua cũng nói rằng là họ sẽ ra tay cứu Kiev trong trường hợp mà 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 Kiev bị lâm nguy và những hoạt động của nga làm cho cộng đồng thế giới phẫn nộ thì chúng ta có thể hiểu đấy là những cái việc mà mà, mà nga tấn công vào dân thường theo những cái truyền thông của phương tây như vậy thì hàn quốc, uh, quốc đứng trên cái ngưỡng cửa của việc chính thức uh, hỗ trợ của, của ukraine rồi và họ không cần phải qua cái uh, qua cái trung gian là mỹ nữa uh, thì ông medvedev hôm qua cũng nói rằng là nếu như hàn quốc mà giúp đỡ ukraine ấy, thì chắc chắn họ phải xem xét lại đúng không ạ bởi vì uh, hàn quốc là một đất nước dân chủ dân hàn quốc thì biết rõ À, những cái quả tên lửa của Triều Tiên mới thử gần đây đúng không ạ và ý của ông ấy là rõ ràng là chúng tôi là những người sẵn sàng đứng đằng sau những cái việc liên quan đến hành động thử tên lửa của Triều Tiên Đấy, và chắc chắn chúng tôi sẽ cung cấp thêm những cái hỗ trợ thêm những vấn đề công nghệ Đấy, và thậm chí là 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 đứng đằng sau để hỗ trợ Triều Tiên trong các cái vấn đề liên quan tới vũ khí cũng như là vũ khí hạt nhân như vậy chắc chắn là dân Hàn Quốc nằm ở trong tầm đạn pháo của à, của Triều Tiên rồi nhưng mà bây giờ lại có cả những cái công nghệ hạt nhân hoặc là vũ khí mới của nga nữa thì chắc chắn là là dân Hàn Quốc họ sẽ gây sức ép đối với lại chính phủ Triều Tiên, uh, chính phủ Hàn Quốc. Còn phía dân Ukraine thì họ um, vừa mừng nhưng mà họ cũng chê trách nha, Hàn Quốc là đáng nhẽ các bạn phải làm cái việc uh, này từ rất lâu rồi, cái việc đáng phải làm. Tại sao bây giờ mới chịu hiểu ra điều lẽ phải như thế? Đấy nhìn chung là dân ukraine cũng như chính phủ và quân đội ấy thì họ có tự cho mình rất nhiều những cái quyền hôm qua thì nhà ngoại giao của họ ở anh còn nói rằng là nato lên cầu xin ukraine vào cái tổ chức của họ bởi vì Ukraine bây giờ có lực lượng quân đội siêu mạnh, đấy. rồi là có siêu chỉ huy và có sức siêu chiến đấu để chống lại người nga mà nếu như không có Ukraine thì không có được cái khả năng à, quân sự bền vững, đảm bảo an ninh bền vững cho châu âu à, với những cái cái không khí, những cái tuyên bố, những cái um, truyền thông từ phía phương tây và Ukraine tôi có thể nói với các bạn một điều rằng là những cái đấy bây giờ nó đang làm hại đang làm hại ukraine đúng không ạ à, các bạn biết là hôm trước ấy, ukraine họ tung ra những cái con số thương vong của ukraine lên tới gần một triệu người bảy tám trăm nghìn à, rồi là uh, ukraine đang chiến thắng như trẻ tre ở toàn mặt trận đấy, rồi là bắc Mút vẫn đứng vững ukraine nga liên tiếp bị uh, tháo lui trên bác mút và các cái chiến trường khác vân vân tức là tất cả những cái điều đấy nó tạo cho những cái người đặc biệt là những người dân của ukraine và những người dân phương tây đặc biệt là dân ukraine họ đang ảo tưởng họ tin vào một cái điều là ukraine đang chiến thắng đấy, và thậm chí là những anh em youtube ấy, mà không có tiếp cận được với những thông tin thực sự trên chiến trường họ cũng tin sái cổ luôn và họ đại khái là họ bây giờ họ hoàn toàn họ dựa như thế và đến khi mà họ đưa ra những phân tích về những cuộc tổng phản công ấy thì họ nói rằng là tôi không tin những cái cái, cái chính uh, những cái chuyên gia quân sự của chúng ta và phương Tây cũng như là người nga tôi tin chắc rằng là với những cái uh, diễn biến như thế này thì chắc chắn là chúng ta khi tiến hành phản công chúng ta thắng tuyệt đối và chắc chắn chúng ta sẽ chiếm lại Crimea một cách dễ dàng. Đấy, bởi vì là uh, rõ ràng truyền thông của chúng tôi là ngày nào cũng đưa lên hàng gần nghìn người nga Thiệt mạng, đúng không ạ. Sau rồi là chỉ huy của Nga thì tham nhũng, hối lộ và bị thay liên tục. Đấy, và rất nhiều tướng của Nga đã bị giết. Rồi họ liên tục phải tháo lui ở chiến trường. Và 3 năm, uh, cuộc chiến 3 ngày của họ bây giờ đã kéo dài tới hơn 400 ngày. Đấy, rồi là cả trong tháng 3 vừa rồi thì uh, Nga thậm chí còn mất 0,1% đất vào tay người Ukraine. Như vậy rõ ràng là Nga đang thua rồi. Đấy, và như vậy thì rõ ràng các bạn thấy là gì? Như vậy rõ ràng là toàn dân của họ đúng không ạ toàn dân và thậm chí có những lực lượng lớn trong binh lính và và người những chính trị gia những người không trực tiếp ở chiến trường thì họ họ sẽ làm gì họ sẽ gây sức ép là tại sao chúng ta đang thắng trẻ tre như thế mà chúng ta không tổng phản công ngay không còn chờ cái gì nữa đúng không ạ và như thế nó dẫn tới một cái việc là những cái lời nói dối của chính họ của chính chính phủ họ bây giờ đang làm hại họ đúng không ạ và bây giờ nếu cuộc tổng công này thì chúng ta phải nói như này này là Ukraine đang ở trong tình thế tương tiến thoái, đứng làm Họ biết là cuộc tổng phản công của họ dưới con mắt của chuyên gia quân sự là nó không có cửa gì để thắng Nga rồi, đúng không ạ? Nhưng mà họ cũng không dám uh, là khước từ bởi vì bây giờ rõ ràng là thứ nhất là sức ép của dân chúng, của dư luận; thứ hai là sức ép của phương Tây, đúng không ạ? của Mỹ và NATO bắt buộc là bây giờ họ đang chi tiền vào tru cấp mọi thứ mà cho nên bắt buộc họ phải phản công mà bây giờ với tình huống là trên uh, chính trường uh, như, chiến trường như thế này chính trường ở phương tây uh, các nơi họ cũng liên tục đưa ra những cái phân tích của các cái chuyên gia quân sự rõ ràng là họ đều không đặt niềm tin đúng không ạ không có niềm tin thì làm sao mà có thể tiến hành được thì rõ ràng là ukraine cũng cảm thấy rất áy náy và ơ, rất là tiến hoai lưỡng nan đặc biệt là bây giờ diễn biến trên chiến trường thì chúng ta thấy là hàng ngày nga sử dụng những cái loại bom khủng khiếp đúng không ạ mà làm cho uh, quân sĩ của ukraine rất nản lòng rất nản trí bởi vì họ họ bảo là họ nghe tiếng bom uh, cách xa đến mấy trăm mét gần một km mà có những người sau đấy là bị gần như là bị bất tỉnh không bị chết nhưng mà bị bất tỉnh bởi những cái loại bom đấy của của nga thì không hiểu là cái khủng khiếp như nào rồi những cái việc mà nga đang hù dọa về tác chiến điện tử vân vân đúng không ạ chúng ta thấy rõ ràng là trên chiến trường bây giờ nga có rất nhiều thứ để mà mà làm máu ẩu dọa ukraine cho nên là với cái những cái loại vũ khí như thế thì nó rất khắc chế cái việc mà tổng phản công Đấy, tôi phải nói khẳng định là như thế luôn và rõ ràng bây giờ những cái việc uh, xe tăng gãy nòng rồi những cái uh, Uh, thông tin về việc là các cái nguồn hỗ trợ đến chậm rồi việc thiệt hạ trên chiến trường liên tục như vậy rồi thời tiết như vậy rõ ràng là tất cả mọi thứ nó chống lại cái kế hoạch tổng phản công của người ukraine đúng không ạ ngoài mỗi một cái niềm tin đúng không tôi nghĩ rằng ngoài một cái là niềm tin và sức ép của phương tây là nó họ họ nghĩ rằng họ sẽ diễn tiến hành cái cuộc phản công đến thành công bởi vì nói thật ra là kể cả mà ông có thể có đủ hết tất cả những cái nguồn lực ấy thì ông cũng không bao giờ ông có thể tự tin hoàn toàn vào một chiến thắng khi tiến hành một chiến dịch quân sự đặc à, lớn được đúng không ạ kể cả người nga hiện đã không thể nào nghĩ rằng được mọi thứ trên chiến trường nó diễn ra theo đúng ý người ta mà cho nên làm sao có thể biết được một cái chiến dịch mà đến có hàng trăm nghìn người tham gia thì ngay kể cả việc mà phân bổ đội hình để ông này đi hướng này ông kia đi hướng kia xe tăng này chạy hướng này tốc độ bao nhiêu vòng theo cứ hướng kia phối hợp cánh này như nào đã là khó rồi tôi nói thật đấy điều quân khiển tướng các bạn thử làm mà xem không chỉ phải trên chiến trường kể cả chơi game thôi nó cũng dẫm lên nhau mà có khi nó chết đúng không ạ chưa nói gì là ra được đến chiến trường mà bắn nhau đấy là chưa kể là bên địch họ còn có rất nhiều công sự chiến hào răng rồng rồi là các loại hột gì đấy mấy cái loại hột chám một chiếc các thứ nó rất khó mìn miếc nữa cực kỳ khó để mà tiến hành một cuộc tổng phản công quy mô lớn nhé các bạn nhé không phải đơn giản đâu đấy, cho nên là bây giờ rõ ràng ukraine đang đứng trước tiến thoái lưỡng nan về vấn đề tâm lý cũng như là vấn đề thực chiến trên chiến trường đúng không ạ và tất cả những cái việc đấy nó xuất phát từ cái việc chính họ đã làm hại họ chính họ đã tô vẽ lên những cái bức tranh nó rất là đẹp về cái cuộc tổng phản công những tình hình rất là sáng sủa trên chiến trường còn nói thật ra là các cái chính trị gia phương Tây mà những người có dụng ý động ý đằng sau ấy thì rõ ràng là họ họ rất là xảo quyệt. Họ biết thừa một điều là cái trình độ của Ukraine đến đâu và có thể đi được tới đâu đúng không ạ? Nhưng lúc nào họ cũng động viên là chúng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng chiến thắng của Ukraine. Đấy, xong rồi là À, gì, rồi các bạn có những cái chiến binh giỏi nhất ở châu Âu, các bạn có những người chỉ huy giỏi hơn hẳn người Nga, quân lính thì tinh nhuệ và vũ khí thì phương Tây cung cấp toàn những vũ khí hàng hàng xịn sò so hơn hẳn so với người Nga. Tinh thần và kỷ luật của binh sĩ Ukraine bảo vệ đất nước cũng cao hơn hẳn. Đấy và các bạn có thể nhìn thấy một cái ví dụ rõ ràng như thế này để để mà nghĩ tới cái hoàn cảnh của chúng ta. Đấy là gì? Ngày xưa thì Liên Xô sau khi mà họ 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 ở một cái trạng thái giống nga bây giờ có nghĩa họ gây chiến ở afghanistan đấy nhưng mà sau đó thì họ bị xa lầy ở afghanistan và sau khi họ rút về thì được vài năm sau sau khi mà liên xô bị sức ép từ cấm vận bị xa lầy trong cuộc chiến họ bắt buộc phải vút về và chỉ sau một thời gian ngắn là liên xô sụp đổ thế thì các bạn có thể thấy hình ảnh của nước nga ở trong đó đấy tức là bây giờ nga đang bị xa lầy này Đấy, và bây giờ nếu như tiếp tục cấm vận nếu như quân Ukraine có thể đột phá và có thể cầm chân quân nga đúng không ạ thì chắc chắn là một thời gian sắp tới nga sẽ phải rút về và họ sẽ tan rã thành nhiều quốc gia nhỏ Đấy, và như vậy thì rõ ràng là chỉ cần một một cái ông ớt ơ nào ở Ukraine đang ở trong tình trạng tuyệt vọng mà nghe thấy câu chuyện này thì nó đầy cảm hứng đúng không ạ? Tinh thần nó lại lên ngay Đấy, và cho thấy tôi thấy là những người phương Tây, những người Anh và những người Mỹ họ cứ thỉnh thoảng họ ra những cái câu nói như thế họ phân tích rất là sát sườn như thế chắc chắn là nó lại đưa Ukraine vào một cái con đường tối tăm như vậy là hôm nay nga vẫn đăng những đoạn video uh, những cái đoạn video về cái uh, những cái uh, khung cảnh mà diễn ra cái cuộc diễu hành ngày 9 tháng 5, các đoàn xe tới tấp đổ về à, trung tâm thủ đô, Moscow trước cái lời đe dọa của phía một số những nhà tài phiệt Ukraine, rằng là nếu như bất kỳ ai à, tiến hành khủng bố ở Quảng trường Đỏ bằng UAV đấy, thì sẽ được thưởng 10 tỷ tiền Việt Nam à, và cái điều đó, ông ấy nghĩ rằng là người Nga sẽ sợ và không dám tổ chức diễu binh nhưng mà những hình ảnh cho thấy là Nga đang vẫn có kế hoạch diễn binh bình thường Đấy, và thậm chí là tôi nghĩ nếu mà tôi là Nga thì tôi sẽ phải dựng lại vài cái bẫy, đúng không? Cứ tụ tập vài cái loại vũ khí khủng ở đấy, xây xong bắt đầu đặt bẫy xung quanh, ông làm mò vào thì tóm luôn. À, phía Ukraine thì cũng nói rằng là năm nay thì Ukraine nghe cái thông tin Nga hủy cái diễu hành của cái cái, cái hình cái, 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 cái đoàn người mà hàng năm kể cả ông Putin cũng tham gia đấy là cầm cái biểu tượng những hình ảnh của những cái ảnh của những vị anh hùng trong thời thế chiến ấy. đấy thì năm nay là không có cái tiết mục đó và Ukraine họ nói rằng là bây giờ là, là là người nga hết người rồi hết chết hết người rồi không còn thân nhân của những người anh hùng đấy nữa cho nên năm nay phải hủy đi và à, mọi năm là họ làm như thế để mà lòe thiên hạ thôi chứ còn nga không có nhiều anh hùng và không có nhiều thân nhân như thế ngoài ra thì tôi thấy đến một cái việc này nhỏ nhưng mà nó lại rất đáng chú ý và nó biểu hiện ra một cái tâm trạng như này này hiện nay tôi thấy là truyền thông của uh, Ukraine và phương Tây ấy, họ cứ đi mổ xẻ cái việc mà ông Putin ra thăm trận địa mà họ nói rằng là uh, cái việc ông ra thăm trận địa ấy, thực ra nó chỉ là một cái 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 người đóng thế của ông thôi chứ bản thân ông này là không thể đủ sức để ra trận địa ông không đủ sức ra trận địa và bản thân ông không dám để ra trận địa Đấy chỉ có ông ông Zelensky thì mới là anh dũng vô song ra đến sát trên tuyến đúng không ạ dưới làn đạn vân vân đấy và cái cái điều mà tôi nói là gì cái điều ở đây tôi nói một điều là bây giờ người nga đang hối hả chuẩn bị để làm mọi thứ chiến thắng trên thực địa đúng không ạ nhưng mà người ukraine thì chỉ quan tâm tới việc đấy là putin thật hay putin giả thôi mà thực ra cái việc cái nó đâu quá quan trọng các bạn nhỉ nó chỉ là một cái việc một người lãnh đạo xuất hiện ở ở chiến tuyến đúng không ạ đem lại một hình ảnh cho thấy là uh, ông ấy còn khỏe mạnh và ông quan tâm đến người dân đúng không ạ ông quan tâm đến binh sĩ chứ nó cần gì mà phải đến mức mà phải có người giả người thật đúng không ạ chẳng nhẽ là bây giờ người giả nó lại có thể giống và nó làm việc thay cho người thật như là cái toàn bộ cái quá trình làm việc của ông ngoài chiến tuyến như thế đúng không ạ hôm trước thì bảo là soi ngoài chiến tuyến thấy ông có cái sẹo trên cổ rõ ràng là sẹo đấy là là, là bị ung thư tuyến giáp nhưng xong hôm nay thì lại bảo là là đấy là hình ảnh giả đấy, và bây giờ là hình ảnh giả là lấy cái vật lấy người đóng thế mà lại cũng lấy người có cả bệnh tuyến giáp luôn đấy và như thế tôi chỉ muốn nói lại một điều là Ukraine họ bây giờ họ rất khao khát những cái loại ma túy tinh thần họ phải tìm bằng được bất cứ một cái thông tin nào nó rơi vãi đúng không ạ để mà họ bám vào đấy họ bám vào kể cả những cái việc mà mà ông Putin mà nó chiếm sóng hết. Bạn nhớ là những cái video, những chương trình truyền hình có khi mất cả tiếng đồng hồ chỉ nói về cái việc là đấy là Putin giả thôi. Đấy, mà trong khi đấy thì Nga chỉ phát qua rồi sau, đúng không ạ? Họ chả quan tâm đến cái việc này nữa. Ở phía Nga thì họ cũng thông báo là họ sẽ không huy động thêm quân đội nữa. Đấy như vậy là nhiều bạn nói là 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 tại sao cuộc tổng phản công, cuộc tổng tiến công mùa xuân của nga lại không diễn ra như thế, hay là nga uh, yếu lắm rồi, đúng không ạ? đấy là một cái câu hỏi rất hay. tuy nhiên thì ở đây chúng ta phải hiểu một điều như này, ngày xưa ấy khi mà 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 nga tiến công vào kiev ấy, đúng không ạ? thì ở đấy phương tây và ukraine họ nói rằng là uh, đà này thì nga chỉ chiếm kiev trong vòng 3 ngày thôi. thực ra ở nga không ai nói câu đấy cả. Không ai thực tế nói câu đấy một cách chính thức cả, chỉ có một vài những cái thành viên trên mạng thì cũng nói theo thôi. Và đặc biệt ở Mỹ, đúng không? ở Mỹ thì ông Tổng Tư lệnh, uh, Tổng uh, Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ nói rằng là Nga sẽ chiếm Kiev trong 3 ngày. Và từ đấy thì uh, hơi một tí là Kiev toàn nói, không có gì để nói thì sẽ nói là cuộc chiến 3 ngày của Putin bây giờ đã thành uh, cuộc chiến 400, nghìn, 400 ngày. Đấy, và Nga vẫn uh, chưa chiếm thêm được tí nào trong suốt cả năm nay. Đại khái là như vậy thì rõ ràng ở đây tôi nói tới chuyện tổng tấn công của nga đúng không ạ tổng tấn công của nga cũng là một cái tin mà nhiều người gán ghép cho đặc biệt là kể cả từ phía mỹ bạn nhớ nhé. tình báo mỹ và tình báo anh thì luôn nói là là nga đang uh, chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công mùa xuân Đấy, và bây giờ mùa xuân sắp hết rồi và họ nói rằng là như vậy là rõ ràng là cuộc tổng tiến công của Nga đã bị thất bại hoàn toàn Bởi vì trong quá trình uh, chiến tranh tiêu hao thì quân Nga đã bị quân Ukraine tiêu hao hết ở các chiến trình trường Adipka và Bakhmut rồi Đấy cho nên là cuộc tổng tấn công của Nga uh, không thể xảy ra và bây giờ nó bị thất bại hoàn toàn Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta thấy rõ là Nga cũng không động viên thêm quân Như vậy nó nói lên một cái điều như nào? Nó nói lên một điều là có thể chả có cuộc tổng phản công, tống, tấn công nào của Ukraine, uh, của Nga cả đúng không ạ à, hoặc là nga sẽ điều động quân từ các uh, biên giới khác một cách rất là thầm kín mà chúng tôi cũng không hề biết được. và cái việc đấy thì không, không thể loại trừ đâu nhưng mà tôi thấy rõ ràng là đến thời điểm này nga vẫn chưa có một cái động thái nào cho thấy họ sẽ mở một cuộc tổng tấn công mà tất cả những cái đấy đều suy đoán của các anh em chuyên gia quân sự online như chúng tôi thôi chứ còn nga họ luôn giấu gọi là tuyệt mật tuyệt mệnh những cái liên quan tới việc điều quân của họ và nhìn trên bản đồ các bạn thấy này, toàn là những cái thông tin này là đều do Ukraine cung cấp hết. Đấy, thông tin đóng quân này của Ukraine cung cấp hết. Chứ còn Nga không có cung cấp những cái thông tin như này. Đúng không ạ? Còn đếm trên chiến tuyến này thì bây giờ toàn bộ Nga có khoảng độ gần 200.000 quân. Đấy trăm mấy chục nghìn quân trên toàn các chuyến tuyến màu 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 hồng này Đấy. thì như vậy là việc họ không động viên nữa thì rõ ràng là chúng ta không thấy một cuộc tổng tấn công nào cả đúng không ạ và tôi thấy là nga cứ làm như thế này ấy là Ukraine và phương tây đủ chết rồi chứ không cần phải tổng tấn công gì cả chắc chắn là sẽ cần nhưng mà lúc đấy sẽ cần đến cái thời điểm mà mà nó cần thiết đúng không ạ lúc đấy có thể sau cuộc tổng tấn công của Ukraine lúc đấy sẽ nó sẽ mở ra một cái chương mới cho cuộc chiến này thì lúc đó nga sẽ tính tới việc như thế đúng không ạ? ngược lại thì cuộc tổng phản công của Ukraine thì nó nó rất thật và nó đến rất gần tuy nhiên thì ở các nơi ví dụ như là thậm chí ở trên truyền hình thì chúng ta thấy là nga đang tích cực tuyển quân vào các cái đơn vị đánh thuê các cái công ty công, quân sự tư nhân như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là gì là cái xu hướng đúng không ạ cái phương pháp và chiến thuật của người nga là họ đẩy cái cái cái, cái quân uh, quân đội của họ một cái tỷ trọng khá lớn sang các công ty uh, quân sự tư nhân đúng không ạ mục tiêu làm gì thì chúng ta đã thấy rất rõ khi mà những người lính mà chọn cách là đánh thuê đúng không ạ ít nhất là dưới danh nghĩa đã thì như vậy là nếu có những tổn thất rõ ràng là nó không gây ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới cái tâm trạng tâm uh, tâm trạng của toàn bộ xã hội, đặc biệt là người dân, đúng không? Những người mà nếu như thấy những người lính uh, nghĩa vụ, những người lính thường trực, những người lính chính quy mà thiệt mạng thì chắc chắn nó ảnh hưởng tới tâm lý của toàn dân. Nhưng nếu là những người đi đánh thuê, những người mang tính chất tình nguyện đánh thuê, thì uh, về danh nghĩa mà nói nó là đi chiến đấu vì tiền mà. Đấy, cho nên là cái việc đấy nếu mà họ có bị thương hay bị thiệt mạng ấy, thì nó cũng không phải là vấn đề lớn đối với lại cái tâm lý của xã hội nói chung một trong những cái điều quan trọng nhất trong một cái cuộc chiến kéo dài, đúng không ạ? Thứ hai nữa là một cái điều quan trọng hơn, thì tôi không biết các hiến pháp về bên nga, nhưng rõ ràng là nga chắc chắn sẽ bị hạn chế bởi những việc là đưa một lực lượng lớn quân ra ngoài lãnh thổ, đúng không ạ? Đấy, cũng như là, là liên quan đến việc là họ nếu họ đưa vào cái lực lượng quân chính quy, rõ ràng là nó sẽ rất khó để mà che mắt được bản dân thiên hạ. Đấy, cho nên là những cái việc như thế có thể ảnh hưởng rất nhiều tới việc nga đã có cái hướng đưa cái quân đội của họ à, một phần đúng không ạ Đấy là mình cứ nói như thế thông qua việc là là chiến đấu trong các hàng vũ các công ty à, quân sự tư nhân à, và bây giờ thì tuyển quân của các công ty quân sự tư nhân là nó đầy ở Nga luôn nó đầy từ các cái biển quảng cáo trên quảng trường trên đài truyền hình đến những cái khu vực vệ sinh rồi siêu thị này nọ là có hết thậm chí là của ông wagner ông còn tuyển cả trên các cái trang web người lớn hàng đầu thế giới cơ Đây là cảnh thường ngày, à, ông Rigorin đến uh, gọi là là xem xem mặt mũi rồi chắc là phát biểu các thứ cho anh em gia nhập uh, quân đội Wagner. Đây là những người đến trình diện đầu tiên. Đấy, hàng ngày thì có rất nhiều những video kiểu như này từ phía Wagner. Ông này ông làm việc trực tiếp luôn. Đấy. và cũng có những cái cảnh rất nhiều ở các cái văn phòng tuyển dụng của quân nga ấy, thì rất nhiều thanh niên tình nguyện ra đấy để mà làm đơn xin vào nghĩa vụ quân sự như vậy chúng ta có thể thấy một điều là gì khác với ở ukraine những cái việc bắt bớ lính diễn ra hàng ngày trên đường phố thì ở phía nga tôi thấy là cái 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 tình hình mà tuyển lính của họ rất là là, là thuận lợi đúng không ạ hôm nay thì phía ukraine họ cũng chính thức À, hình như là là à, cái việc này họ không công bố rộng rãi, nhưng mà đã có những cái cảnh đầu tiên rồi. nó về việc là bây giờ trước đây thì uh, luật của Okinawa là cấm uh, bắt lính cũng như là là huy động lính và cho phép những người đang học ở các trường đại học, cao đẳng gia nhập quân đội, bởi vì họ nghĩ đấy là những cái nguồn nhân lực rất quan trọng cho đất nước trong tương lai. Ê, nhưng mà với hôm qua thì tôi nhìn thấy những cái cảnh và những cái uh, thông tin bây giờ là ukraine bắt đầu là tiến hành cái việc gọi lính ở trong các cái trường đại học rồi và họ nói rõ ràng luôn không có vòng vo chính trị nữa là bây giờ là cái lực lượng binh lính trên chiến hào là đang rất là thiếu đấy nói thẳng như thế luôn và họ bây giờ họ cần những cái lực lượng đấy được bổ sung và bây giờ thì cái việc mà huy động lực lượng quân sự từ những cái người mà đang độ tuổi cũng như trong diện gọi lính ấy, là nó rất khó và nó rất là hạn chế cho nên là bây giờ họ sẽ sử dụng đến những cái người đang đi học đại học cao đẳng vân vân đấy là những người gọi có thể là mầm non cho đất nước đúng không ạ như vậy thông qua cái thông tin như thế có thể thấy là cái tình hình ở ukraine thứ nhất là gì có thể họ rất thiếu thiếu thật đúng không ạ và thứ hai nữa có thể họ đang rất cần một lực lượng khổng lồ để mà tiến hành một cái cuộc chiến cuối cùng một cái canh bạc cuối cùng cho đất nước Hôm qua thì ở thủ đô Kiev nó có một cái việc nó rất lạ, đấy là việc một cái xuất hiện một cái ánh sáng ở trên trời lao thẳng xuống trung tâm thủ đô. Đấy, và bây giờ thì tin đồn nó vẫn chưa ngã ngũ là cái gì, người thì nói đấy là tên lửa của nga bị Ukraine bắn hạ, nhưng mà nó tốc độ nó rất nhanh và nó chỉ có một cái nó nó sáng loà lên, nó không có tiếng nổ to nhưng nó sáng loà lên, thì chắc chắn là không phải tên lửa người thì bảo là Ukraine bị 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 người ngoài trái đất tấn công. Đấy, sau đấy là xuất hiện rất nhiều những video uh, cho thấy là đoàn xe kéo một cái uh, cái cái đĩa bay của người ngoài hành tinh xuất hiện đằng sau. Còn người thì bảo là vệ tinh của NATO rơi xuống Ukraine bởi vì đợt này cái ngày này cũng là ngày vệ tinh của Ukraine của NATO họ cứ rơi rồi. Đấy, còn người thì bảo là sao chổi rồi vân vân. Đấy, tuy nhiên thì chỉ có một vấn đề là có rất nhiều người dân thì người ta kêu trời, người ta bảo bây giờ đất nước của chúng tôi đang bị chiến tranh, à, bây giờ Kiev lại thêm lụt lội nữa, vừa chiến tranh lụt lội nữa, xong rồi bây giờ lại còn bị đang bị bệnh dịch của cô Covid nữa. Đấy. thế mà bây giờ chưa hết, lại còn có cả người ngoài hành tinh tấn công nữa thì không biết là không hiểu là Ukraine ăn ở như thế nào mà là để bốn cái loại loại tai nạn tay trời nhất nó xảy ra ở trong đất nước nhưng khả năng nhất là là sao băng nhiều người có kỹ uh, kỹ thuật ấy, họ nói là sao băng người phát ngôn của lực lượng không quân ukraine cho biết nga thực sự đã hết tên lửa Đấy, bởi vì theo ông này đoán từ trước nay là nga đã phóng khoảng 850 quả tên lửa và rất hợp với lại tính toán của lực lượng không quân ukraine từ trước khi uh, mà nga tiến hành ồ ạt sử dụng ồ ạt tên lửa vào ukraine là nga có khoảng tầm 800 hơn 800 quả Đấy, và như vậy rõ ràng là Nga gần đây họ không bắn thêm được quả tên lửa nào ra hồn nữa. Rõ ràng như vậy cho thấy là Nga thực sự đã hết tên lửa rồi. Không biết là quý vị có tin được cái thông tin Nga hết tên lửa không? Bây giờ thì chiến tranh hiện đại và Nga thấy cái, cái, cái sức mạnh ghê gớm của tên lửa rồi đúng không ạ? À, nếu mà Nga bỏ đi cái việc sản xuất tên lửa của họ thì rõ ràng là chẳng khác gì bảo là gấu mà cắt hết móng vuốt và tôi nghĩ rằng nga cũng chẳng bị hạn chế gì trong vấn đề nguồn cung để chế tạo ra những cái quả tên lửa dạng caliber đúng không ạ còn về kim gian thì tôi không biết nhưng mà tôi nghĩ cũng không đến nỗi bởi vì nói thật ra những cái con chip ở trên tên lửa ấy, nói thế thôi nhưng mà nó không phải là chip hiện đại mới nó siêu tốc đâu các bạn nhá chip nó là những cái chip đời cổ nó vẫn chạy được những cái quả tên lửa như thế quan trọng là những cái động cơ đúng không động cơ của cái tên lửa đấy nó sử dụng nhiên liệu gì thứ hai nữa là cái khả năng dẫn đường của nó chính xác như nào thôi chứ còn tôi không nghĩ rằng tên lửa đấy nó đắt ở cái con chip như người, nhiều người nói ở khắp phương tây và ukraine họ cũng đang ngày càng ngày tố cáo nga về các hoạt động phá hoại trên khắp toàn bộ lãnh thổ ukraine và và ở eu đấy là việc ở trên nội địa cũng như là trên biển trên biển phía bắc đấy họ họ tố cáo nga tấn công vào các tuyến cáp quang rồi là các cái cơ sở mang tính chất tình báo và cơ sở hậu cần vân vân ở toàn châu âu đấy, và họ nghi rằng là nga đứng đằng sau tất cả những cái việc như này thì uh, tôi nghĩ rằng là trong một cái cuộc chiến như này thì rõ ràng là các nước cũng đang đang phá hoại ukraine nga mà đúng không ở nga vẫn thỉnh thường thường thỉnh thoảng nổ ra nhiều vụ nổ bí mật bí ẩn nhé bạn nhé và đứng đằng sau đấy thì tôi khẳng định luôn là cia và tổ chức is đấy, họ có cả chiến dịch đấy đàng hoàng mà cho nên là họ nói là như này thì tôi cũng đặt ra một cái câu hỏi là tại sao nga lại không làm ngược lại tôi không thấy một lý do gì nga không làm như thế cả đúng không ạ đây là một cuộc chiến bất đối xứng một nước chống lại mấy chục nước thì phải sử dụng hết tất cả những cái bài của mình ra đúng không ạ chả dại gì mà không sử dụng cả huống chi là người ukraine hay người phương tây họ cũng đâu chơi đẹp đâu cho nên là phải chơi hết ngày hôm qua với việc Ukraine sử dụng UAV của Mỹ, UAV cảm tử Mỹ Switchblade tấn công vào Benkovod ở đây, Đấy, như vậy nó đánh dấu một cái bước leo thang mới, đó là Ukraine chính thức sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, tỉnh Benkovod giáp với Khakas. Như vậy là nó làm bước bước tiến leo thang, đúng không? Ngoài ra thì đợt này Mỹ cũng viện trợ khá nhiều UAV cảm tử cho Ukraine có cả những loại phonix hay các thứ vân vân anh em nào mà hiểu nhiều vũ khí thì thì liệt kê hộ nhưng mà đây là rõ ràng là tôi thấy một cái điểm đáng nói là trong suốt thời gian vừa qua thì Ukraine tấn công rất nhiều UAV và Bengorod giáp với Kharkov nhưng mà hôm qua lần đầu tiên họ sử dụng cái switchbait ấy, cho nên là cũng có thể nói là một cái bước uh, leo thang mà mà chắc chắn Nga sẽ có phản ứng về việc đó à, những ngày gần đây kể từ khi mà cách đây khoảng độ hơn một tuần tôi thấy một điều là Nga họ công bố rất nhiều cái video uh, ở trên toàn toàn tất cả những cái chiến tiến trên toàn mặt trận. Nó đều là những cái video mà quân Nga uh, sử dụng xe tăng này, thiết giáp pháo binh, tất cả mọi thứ dồn dập vào trận địa của Ukraine Sau đấy thì họ lại rút về. Đấy, tôi không hiểu là lý do tại sao, nhưng mà theo như quan sát của rất nhiều người thì họ nói là Nga dường như là phát triển một cái chiến thuật mới uh, liên quan tới cái tiêu hao của đối với Ukraine Đấy, đấy là họ có, có vẻ như là họ không có ý đồ tấn công để chiếm các cái trận địa mà họ đang bao vây Ukraine, trừ trong Bắc Mút. Đấy, và cái việc đấy là rõ ràng tôi thấy rất là đúng và uh, chúng ta cũng gặp nhau hàng tháng trời hơn rồi đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy rõ ràng là ở các mặt trận khác dường như Nga không tiến quân, mặc dù giao tranh trong các trận địa thì rất khủng khiếp đúng không ạ? Như vậy rõ ràng là có thể nói một câu ngắn gọn là tại sao Nga lại, uh, lại không có cố tình để mà tấn để mà chiếm những cái thị trấn họ đã bao vây như vậy mà họ rất quan tâm tới những cái việc là họ gọi là dùng pháo và UAV dùng bom để mà tấn công vào các khu hậu cần đằng sau cũng như là làm gián đoạn các cái tiếp tế và gián đoạn cái việc luân chuyển quân của Ukraine gây rất nhiều thiệt hại cho Ukraine đúng không ạ thì như vậy nó càng khẳng định cho chúng ta thấy một điều rằng là nga đã ưu tiên những cái việc đấy để mà tiêu hao thứ nhất là họ chuẩn bị cho cái cuộc tổng phản công này của ukraine có thể diễn ra thì khi tổng phản công diễn ra chắc chắn là nga sẽ có hành động một cái hành động lớn về quân sự đáp trả đúng không ạ có thể là họ sẽ tổng tấn công ngược lại đúng không ạ sau khi mà cầm chân hoặc tiêu diệt quân ukraine và lúc đấy thì cái chiến trường của Ukraine ở những nơi họ đang giam cầm, giam chân quân Ukraine đấy, không cho luân chuyển quân và tàn phá toàn bộ những hệ thống đường đằng xá đằng sau này, hệ thống thông tin liên lạc này, hệ thống kho đạn, kho tàng biến bãi, đúng không ạ? và cắt các cái đường tiếp tế cho tiền tuyến của họ thì như vậy rõ ràng nếu như mà trong trường hợp một diễn biến quân sự lớn xảy ra thì chắc chắn là nga sẽ mở các cuộc phản công, đúng không ạ? mở các cuộc tấn công ở các cái trận địa mà họ đã làm cho mặt trận của ukraine mềm rồi và suy yếu và tan tác rồi đúng không ạ và đấy là cái lý do mà tôi có thể giải thích cho việc là tại sao nga lại không cố tình chiếm bởi vì là thứ nhất là như thế thứ hai là nếu chiếm được rồi thì rõ ràng là họ lại phải đi tìm các trận địa khác để nhốt quân ukraine để tiêu hao đúng không ạ và cái việc mà đi tìm để tạo thành một cái gọng kìm cho một trận địa mới mới đấy mới là cái khó nha bạn nhé nó vừa khó và nó sẽ rất lâu Đấy, cho nên là đấy là lý do mà tôi thấy là Nga họ đã đã gọi là lạm dụng cái chiến thuật trong thời gian gần đây là gì? Là họ đánh vào những cái ý đồ mà luân chuyển quân của Ukraine cũng như những ý đồ tiếp viện cho các cái quân của Ukraine ở toàn mặt trận, sát mặt trận. Đấy, từ những cái đoạn quân dự trữ đằng sau. Các bạn có thể thấy ví dụ như ở phía trên thì toàn bộ cái chiến tuyến đấy nó sẽ ở đằng sau cái chiến tuyến của Ukraine. Đúng không ạ? Nó ở chiến tuyến như này. Đấy và họ có họ nhắm vào những cái chiến tuyến đằng sau này thay vì là họ tấn công trực diện vào để mà tiêu diệt cũng như là chiếm toàn bộ những cái thành ở phía uh, chiến tuyến ngay giáp với lại lãnh thổ của nga thì uh, như vậy nếu họ làm như vậy thì uh, từ con mắt của những người mà uh, mà mà như chúng ta cũng là người bình thường thôi chúng ta cũng có thể thấy là đó là những cái chiến thuật hết sức là hợp lý hết sức là thông minh trong cái hoàn cảnh như nga đang tiến tiến hành cái cuộc chiến tiêu hao đúng không ạ vừa gây ra hao tổn lớn cho Ukraine làm uh, tụt cái nhuệ khí tinh thần tụt cái uh, khả năng tiếp tế đúng không ạ và làm mềm toàn bộ những trận địa của Ukraine và trong khi đấy thì những chiến trường lớn như là Bakhmut họ vẫn bao vây và họ tiêu diệt được rất nhiều cái sinh lực của Ukraine ở trong trong các chiến trường lớn như này chúng ta hãy chờ xem và chúng ta còn một tuần hoặc là 10 ngày nữa thôi đúng không để xem là À, liệu những cái suy đoán, <laughs> những cái gọi là phân tích, gọi là chuyên nghiệp như thế liệu nó có thật hay không hay là chúng ta từ trước nay là chỉ có đoán mò hôm nay thì uh, Ukraine cũng bắt đầu tiến hành uh, những cái hoạt động sơ tán dân ở toàn tuyến phía trên bạn ạ từ trên uh, Kupian xuống Sieve là họ bắt đầu có những hoạt động sơ tán dân còn uh, phía Ukraine ở uh, phía nga thì cũng có những hoạt động sơ tán dân ở phía dưới Zaporizhia sát với lại chiến tuyến Đấy, thì điều đấy nó cũng nói lên một cái một cái vấn đề nó là một cái mà nó rất uh, rất rõ đúng không ạ là nó là một dấu hiệu của những cái hoạt động quân sự lớn khi mà hai bên sơ tán dân ở sát vùng chiến tuyến và cái việc uh, sơ tán dân thì tôi nghĩ rằng là cũng rất khó làm giả đúng không cho nên ở đây có thể là thông tin thật như vậy để kết thúc chương trình uh bình luận về những cái bản tin xung quanh cuộc chiến bản tin nhé các bạn nhé còn bình luận về diễn biến trên chiến địa thì các bạn xem cái video sau sau cái video này chúng tôi tách ra để cho nó đỡ bị quá dài và thứ hai nữa là nó xử lý cho nó nhanh và nó đến tay của các bạn đọc nó sớm hơn như vậy là trước cái cuộc tổng phản công của Okeana chúng ta có thể chốt lại một điều là gì là cuộc tổng phản công của Okina có thể nói là bây giờ với những thông tin càng ngày, đúng không ạ, ngày hôm qua thì nó như thế và hôm nay nó càng thêm những cái dấu hiệu cho thấy là nó đến rất gần và nó rất thật rồi. Quan trọng là nó to như nào, nó diễn ra ở đâu, uh, diễn ra như thế nào và bao giờ nó diễn ra mà thôi, đúng không ạ. Và chúng tôi thấy là đáng để lưu ý là gì? Tuy là cái thời, dự báo thời tiết thì nó vẫn là mưa trong tuần nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đây là con đường uh, ở quốc lộ phía trên T504 hay sao, ấy, đúng không ạ, dẫn vào uh, Bác Mút. Đấy, con đường bây giờ đã khô rồi. Đây là ảnh quay video quay từ ngày hôm qua. Dọc trên đường là xe xác của các loại xe đúng không ạ? Từ xe dân dụng cơ giới hạng nhẹ cho tới xe tăng bọc thép vân vân chạy trên con đường nối vào trong bác Mút. Như vậy là rõ ràng là thời tiết thì vẫn còn mưa nhưng mà nó đã rất là khô. Nó đã có thể đủ để tiến hành một cái cuộc tổng phản công rồi hay là một cuộc phản công gọi là sử dụng các cái loại thiết giáp rồi đúng không ạ? Đấy là phía đằng sau các bạn thấy thấy này các tòa nhà cao tầng đấy như vậy rõ ràng là đây là cái khu ở làng promove đúng không ạ dẫn tới cái khu chung cư cao tầng nhìn đến phía xa là cái khu mà gọi là hang ổ cuối cùng của cái cơ quan phòng ngự lớn nhất của Ukraine phía trong thành phố Bakhmut đây là cảnh quay cảnh của một anh em trong đang thao diễn ở phía hậu phương gần chiến tuyến của Ukraine trong đó chúng ta thể thấy là có sự tham gia của xe bọc thép thép Bradley của Mỹ đúng không ạ Xe tăng đằng sau đây là xe tăng gì đây? T55 hay là T54 hay là T70, 60 gì đúng không ạ? Đấy, và họ cũng đang ngồi trong một cái xe bọc thép như này. Như vậy rõ ràng là các hoạt động thao luyện của quân Ukraine cũng diễn ra rất là khẩn trương. Đúng không ạ? Và có sự đóng góp của cả những cái thiết bị của phương Tây. Như vậy là rõ ràng là liên uh, liên quan đến cuộc tổng phản công thì mới có thao diễn như này. Còn nếu không thì sẽ uh, phi thẳng ra chiến trường mà 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 tẩn nhau thôi. Và đường cái lầy lội như này rõ ràng là nó cũng ở phía miền đông của Ukraine rồi cũng sát với trận địa lắm rồi như vậy quay lại để nói là chúng ta thấy rõ cuộc phản công đấy không như là phần đa số chúng ta nói rằng là ukraine không còn gì để nữa phản công tôi khẳng định là có đúng không ạ quan trọng là nó như thế nào thôi đấy và rõ ràng các bạn có thể thấy một điều như này là nếu như không có tổng phản công thì ukraine còn làm những việc này để làm gì nữa đúng không ạ hôm qua tôi đặt ra câu hỏi các bạn là nếu không có tổng phản công thì nga còn làm như này để làm gì nữa và Hôm nay chúng ta thử hỏi xem nếu không có tổng vận công thì Ukraine còn tiếp tục làm như này làm gì nữa? Trong khi họ hàng ngày họ mất đi hàng bốn năm trăm binh sĩ, thiệt hại rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì họ làm để làm gì nữa? Và phương Tây cũng 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 làm để làm gì nữa, đúng không ạ? Nếu mà tình cảnh như này xảy ra thì có nghĩa rằng cả ba bên họ đều không có nhu cầu để tiến hành theo cái cách này nữa, vốn đã diễn ra cả mấy tháng nay rồi, đúng không ạ? Như vậy rõ ràng nó sẽ phải diễn ra. Quan trọng nó diễn ra như nào? Đấy, khi nào, như nào mà mặt đất bây giờ nó đã khô ráo rồi. Như vậy rõ ràng là chắc chắn sẽ có một cuộc tổng phản công diễn ra. Câu hỏi đặt ở đây là nếu nó diễn ra thì nó ảnh hưởng tới tình hình uh, ở khu vực tổng phản công như nào và đối với Bắc Mút thì ra sao và các mặt trận trên toàn tuyến như nào, đúng không ạ? Liệu rằng là uh, Ukraine có đồng thời tiến hành cuộc phản công giải vây ở Bắc Mút hay không? Đấy, song song với cuộc tổng phản công. Như chúng ta đã từng nói với nhau rõ ràng là bây giờ Ukraine họ cũng không giấu giếm đúng không ạ? Mục tiêu của họ thì tiến vào cái gọi là là thánh địa ở Crimea. Đấy là thánh địa không chỉ của họ mà chính là một cái một cái cái chén thánh của người phương Tây, bắt buộc là phải chiếm được Ukraine. Đấy. nhưng có thể họ cũng không thể làm được việc này trong một thời gian ngắn. Như vậy là rõ ràng là Ukraine vẫn phải tiến hành nó một cách theo bước các bước đúng không ạ? Thứ nhất là vẫn phải có một cuộc phản công ở Zaporizhia. Họ bắt buộc phải làm như thế, bởi vì nếu không làm như thế thì phương Tây họ sẽ phật ý, Đấy. Thứ hai, chắc chắn là 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 sẽ có một cuộc phản công ở hướng uh, Bác Mút, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà phản không phản công ở Bác Mút thì ừ. rõ ràng Bác Mút sẽ sụp đổ mà, không thể đỡ nữa rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên là sẽ ở Bác Mút và nó to như nào, thậm chí là bây giờ nhiều người còn nghĩ rằng nó to nhất. Đấy, cũng chưa biết đâu được, đúng không ạ? Và thứ ba là có thể có cả phản công ở hướng này để giải phóng nốt khắc cốp và tiến sâu vào Lugan để mà Thọc vào cái hậu phương bọc sườn quân Nga Ở các cái chiến trường quan trọng Đấy Như vậy là ba hướng mà chúng tôi đã dự báo Và Ukraine thì họ gần như họ cũng uh, Rêu ra về ba cái hướng như này Tôi thấy là cái đấy là vài mặt trên mặt uh, uh, Chiến địa mà nói ấy, Thì cũng không có nhiều hơn cái lựa chọn như này Đúng không ạ? Cũng có người nói là họ sẽ tấn công thẳng vào đây Đấy Cũng không biết được Nhưng mà đây cũng rõ ràng là một cái hướng rất quan trọng Nhưng dù sao nó vẫn liên quan tới Zaporizhia Đúng không ạ? Đấy, và như vậy rõ ràng là chúng ta đặt câu hỏi rằng là liệu mà trong cuộc tổng phản công này thì có sẽ có kết hợp các hai hướng này hay không đúng không ạ chắc chắn là sẽ có nhưng ở quy mô như nào đúng không ạ và cuối cùng là số phận của Bắc Mút sẽ ra sao trong cái cuộc tổng phản công của Ukraine đồng thời là số phận toàn những cái, cái cái chiến trường mà nga đang tiến hành các cái cuộc bao vây gọng kìm đối với lại quân của Ukraine trong các chiến trường như này thì cái số phận của nó như nào nếu cuộc phản công xảy ra Đấy. Đấy, và từ trước nay thì chúng ta cũng đa số đều đoán là à, chắc chắn là Nga bây giờ đang đang giữ, đang ém các cái đạo quân của họ đúng không ạ? Ở khắp nơi. Đấy, và nhiều người thì vẫn tin rằng là họ có tới à 90% cái 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 nguồn lực chiến tranh mà chưa sử dụng, chưa được tung ra. Đấy thì cái đấy cũng không phải là không có căn cứ đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là bên Nga với những diễn biến trên trận chiến trận những ngày gần đây họ rất im ắng mà. Đấy, còn phía Ukraine thì tiến hành rất nhiều những hoạt động mà mang tính chất là là tấn công để thăm dò đúng không ạ còn nga chỉ tiến hành các hoạt động tiêu hao trên dọc trên tuyến loại trừ bác mút thôi đấy, cho nên rõ ràng là đấy là tất cả những dấu hiệu cho thấy là ukraine sẽ tiến hành phản công câu chuyện là nó sẽ trong tháng 4 hay là nó là tháng 5 đúng không ạ không thể muộn hơn được quá tháng 5 được bởi vì đến lúc đấy chắc chắn là những con tim ở phương tây là họ cũng mòn mỏi lắm rồi đúng không ạ cảm ơn các bạn đã theo dõi phần đầu các bạn sẽ quan tâm tới tình hình trên chiến địa thì vui lòng xem video ngay sau video này cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong video